là admin của em đi làm nè, mà mọi người đừng có comment. Hello cả nhà, cho em một follow nha, với lại một chia sẻ. Em cảm ơn cả nhà nhiều lắm. Hello. Ôi là trời, từ từ đã. À, tự nhiên mọc cái mụn vô duyên không? Sáng mới nặng xong. Mọc cái mụn vô duyên dễ sợ. Chắc em uống cà phê nhiều á, em uống cà phê nhiều, em thức khuya nên là em bị cái vậy hả, không biết luôn. Lai cắt tóc không mày ạ? Cảm ơn đi mày. Em đang dậy thì nên mới mọc đó, đúng rồi, em mới có 17 tuổi à. Giỡn cho em 23 rồi. 23 vẫn đang dậy thì mà. Ơi, cái chỗ lai này sao nhở, nhìn nó trắng ấy cả nhà. Lấy chồng đi là muộn hết nổi thôi. Ta kêu là cái gì bất hạ thì phá thượng á, đúng không cả nhà? Kiểu không có người yêu á cái hay bị mọc mụn lắm, nhất là cuối tháng nữa nao nóng. Cả nhà ơi, cả nhà đang đúng thì cho em một cái cánh tay đi cả nhà. Xem fan nhà mình có đông không, cái tự nhiên cái hôm qua đi qua bên kia ổng hô một phát nhìn 3 số 1 lên là trời ơi, fan ổng lên 3 số 1, 3 số 1 luôn. Em ở đâu? Việt Nam hả? Em ở Đắk Lắk. Em ở trên núi anh ơi.